rõ để đi nghĩ cùng tay khác với mình thật. Thế là nhìn như này mình nhận định ra cái đèn gan là đèn gan nhiễm mỡ của cái đường kẹo hay là tay đốt của u gan đây. Thì ở đây có một tố tối thì cái này có phải tái phát không, nhưng mà nó có một tối mang ra nó tới cùng bởi vì cái đường đi của cái kia nó sẽ cắt ngang cái đường mạch máu, thì chỗ này là gì đó là cái máu hay là mình không nhiễm mỡ chứ không phải là tái phát. Bây giờ nếu tái phát càng sẹo thì tái phát cơ xếp nó không có lan rộng ra tới ngoài này, hiểu chưa? Phải lưu ý bao giờ mình cũng chung rút phải để ý mình nền nó là cái gì, mình nền nó đó. Điều trên này là nền là gan nhiễm mỡ, thứ nhất là mình phải để. Thứ hai, tổn thương bên phải nghĩ gì? Nghĩ gì? Nó xe. Chứng nó bị gì không? Chứng nó không bị gì không? Anh chỉ nói như vậy, nghĩ trong đầu thêm cứ ngắt là xe rồi mình đến. Thì nếu em làm cho các tỉnh hình này áp xe còn gì nữa không? Câu hỏi nữa, bỏ đốm lưng màu lên, giả dụ cái bên trong này nó có bài tín hiệu mạch máu đó, ví dụ vậy đúng không? Thì thực tế ra này nó là không phải là, nếu ai trả lời áp xe cũng ok, nhưng thực tế nó không phải là áp xe. Đây là một cái khác xì xì, nó giống như ngang ngang xuất huyết ca trực thay có ca này nhưng chết rồi 42 người cũng chết rồi. Đây là lòng lẫn là cả một nhóm hậu dẫn cho cái gì đó ca này tôi đâm kim vô vẫn lưu ra máu đỏ tươi chưa giờ. Nếu bị nang gan xuất huyết, gan gan xuất huyết máu là để pha cái nước trong gan có cái nang có sẵn, hiểu không? Chứ không thể nào máu đỏ tươi khi dưỡng lưu cái gì mà ra bỏ đỏ tươi chứng tỏ là ác đấy, mà hiểu chưa? Nói như vậy là không dễ như mình nghĩ thì giống như áp xe không thực tế không. Thứ hai, nếu là ra này áp xe lâu sàn thì bạn phải nghĩ tới gì? Nổi sốt đúng không? Nhiễm trùng khối lớn như vậy mà nhân không có gì hết. Nếu đây là nang gan xuất huyết, nang gan thì thường không có rối loạn tiêu máu như thế này đúng không? Nếu nang gan xuất huyết thì nhân có cái gì đau bụng một túi nên làm nó thì dễ mà không dễ, nhớ chưa? Ca này bệnh nhân bị HCC tại mặt các dọc gan trái mũi tên đỏ chỉ à, các dọc gan trái chữ A là gan trái, đây là một cái cục u gan này, đây là tĩnh mạch cửa, đây là dây chằng tròn, chữ B là tĩnh mạch ở dưới này. Thì cái này nằm là xâm lấn tĩnh mạch ở dưới, ung thư gan xâm lấn tĩnh mạch ở dưới là huyết khối dưới là do các bạn tự chạy dò, được chưa? Khi có một khối u trong gan, có huyết khối mạch máu trong gan, xung quanh gan, thì ra trong thận, trong thận, nhìn cái cục này đẹp không? Mình cứ nghĩ đó là gì? Ở này là thiên nhiên chưa? Này là cái gì đó không biết. Khi có một khối u dùng đó là tính mấy tự nhiên có xong lên huyết khối này cũng được. Được chưa? Nhìn một thằng nó có cùng đẹp trai hiền hậu trọng giao chém động tác trọng giao chém và trọng hơn nó đẹp trai quý ạ, thằng ảnh này đó nhìn thằng này em đang sơ hiền lắm nhưng mà nhìn qua cảnh ăn đừng tìm để thì thằng này lắm tính, hiểu cách ví dụ chưa? Mình phải cẩn trọng nha, nên khi có cái khối trong trọng hơn tương để nó mới xong lắm. Thành trung mật này do nhiều nguyên nhân thì thành trung mật cái này do gì? Nói coi, không nói qua luôn, này không hỏi, không trả lời. Do gì? Quả thành trung mật dày thôi, tự biết. Tổn thương gan, bệnh nhân này sơ gan do rượu. Tổn thương gan này, nghĩ cái gì? Hả? Lâm sàng bệnh nhân tới, bình thường được khám sức khỏe. Rồi, ra đây. Đầu tiên mình nhìn gan, nhìn có vẻ rộng nhất nhưng rõ ràng cái bờ gan nó đã thấp xuống này, nó lún xuống này, bờ gan không đẹp, chứng tỏ thằng này bị sơ gan. Sơ gan như rồi nó có cục u, chỉ có HCC. Rồi, mũi tên đỏ cấu trúc là gì? Mình trên này mặt cắt ngang, đầu dò để ngang. Đây là động mạch trung bụng, đây là động mạch dưới. Đi lên chia làm đôi, một cái qua trái, cái qua phải, thì đây là động mạch trên đạn, đây là động mạch lớn, là động mạch trung.
Ok. Có ai cần kẹt ngoài giờ? Tiếp. Tổn thương gan, cảm nghĩ. Các bạn hát. Ai nữa? Mở miệng lớn. Mở miệng. Nói đại đi. Thi thử con cái nói thì chết luôn. HCC được không? Được không? Sai, sai. Đổi cái khác. CC được không? Được, hai cái đầu đầu sai luôn. Còn gì nữa? Kể tên. Nốt vi vô là gì căng? Nốt vi vô là gì căng? Nhớ giờ cái này có vi vô không? Có, vậy thì gì căng? Gì căng 1 từ phổi, 2 từ tụy, 3 từ đại tràng. Giờ chỉ chiêu hết rồi mà ra không muốn chiêu nào mà không bóc. Rồi. Nhớ giờ, vi vô nè. Tiếp. Siêu âm A là lắp, B là gì? B là gì? Hả? Tỷ. Ai khác ý của con đường này? B. B là đuôi tỷ. Muốn khảo sát được đuôi tỷ để các bạn cửa sổ. Một điểm. Mấy người không điểm. Sao không trả lời đúng? Do đó muốn để ý tụi em không thấy lát tầm cửa sổ thì không thấy. Bệnh nhân bị sơ gan khảo sát lát. Đây lát rất là to. Chỗ này là gì? Đó là gì? Tuần hoàn quan hệ collateral đúng. Tên. Tên tuần hoàn quan hệ. Còn về học sơ gan các cái tên của tuần hoàn này không nói. Tổn thương gì khi so sánh gan và thận? Rồi, ta biết rằng gan phản ứng nhiều hơn thận. Chắc tình huống này thận phản ứng nhiều hơn gan. Được không? Phản ứng bỏ thận nè, thấy nó dày không? Nó sáng hơn gan không? Bỏ thận mỏng, bất phân biệt rõ tỉ. Rồi, bệnh lý, chủ mô thận. Viêm thận mãn, suy thận mãn cái gì đó, viêm cầu thận không biết. Đây là bệnh lý chủ mô thận. Không phải bệnh lý gan. Siêu âm bằng quang, cảm nghĩ. Cảm nghĩ. Sỏi điều hoàng, thận trọng. Thấy không? Câu hỏi khác. Để cho chứng minh rõ hơn thì các bạn nên làm gì? 1. Tăng tần số. 2. Thay đổi góc nhìn. 3. Giảm trường nhìn. 4. Để một cái đường đúng. 5. Em không biết làm. 4 cái đầu. 5 là cái không biết làm. Cái kia không biết làm. 6. Siêu âm bằng quang nghĩ gì? Để vô em cũng thi đó. 6. Nghĩ gì? Tâm lòng bằng quang có một cái cục phản ứng kém, phản ứng không đồng nhất. Dạ. Có thể bệnh nhân dạ. Đưa bác em tái máu để đây là cục máu đông. Làm sao chứng minh được cục máu đông? Chúng ta qua rửa lòng để nó lăn rửa lòng cục máu đông. Dạ em lấy máu. Dạ có. Nên lăn qua lăn lại không thấy nó lăn đâu hết. Coi chừng nó là gì? DCC. Ung thư cái bạn kiểm tiếp. Bỏ nó lơ lên thấy mạch máu mưa không? DCC Transitional Cell Carcinoma. Ung thư tế bào kiểm tiếp. Tự nhiên hôm nay ông thi sao nhiều nhiều cái khuôn mặt nó không có thân quen quá. Cái gì trời đấy luôn. Tôi kể cái chuyện gì trời đấy luôn chưa? Chưa. Lý do thi như thầu 4. Mọi người lên sẵn sàng hết rồi. Tôi lên để chạy vô cầu thang máy. Nó còn chạy vô cầu thang máy. Con hỏi tôi đi đâu rồi? Thì tôi lên thi. Thi rồi, nghe nó không dùng khó lắm. Không biết con là ai nữa. Mình thi cái máy vậy. Hình như nghe nói là 4. Lên vô một cái cột. Kiếm thằng nào cũng cần. Kiếm thằng nào cũng cần. Cầm vô. Thì tôi đi cửa trước. Đi cửa sau. Cầm tiên dễ và cũng vô ngồi xong. Không thấy người vô cả lớp đứng lên. Mặt không thấy lại. Học được ổn đừng. Có khóa thi mà không biết ông thầy là ai. Mặt không được
sao? Rồi cái chuyện nó vậy đó. Nhớ chưa? Bỏ tóc tơ lên, tụi em nhìn kỹ là nếu tụi em tinh tế nhìn cái mặt này có khác gì chứ tụi em cứ nhìn thằng nào như nào, cứ nhìn hai cái mặt hai cô nữ cùng nhau, nhìn cái mặt tinh tế kia là lấy khác hình ảnh siêu âm CT em lai cũng vậy, đòi hỏi sự tinh tế đó đúng chưa? Thế còn tụi em nhìn kỹ quan sát tính tổng đến cái phân bố trong những cái tranh gì đó, phân bố mảng màu hơi sáng hơi tối, cái bố cục của nó là cái đó đòi hỏi sự trải nghiệm tâm sản. Còn em có nhìn ư thì ư nó rời trắng rồi siêu âm gan trái mũi tên đỏ chỉ rồi dạ, thì đây là gan trái, dưới gan trái thì có khả năng nhiều nhất là dạ dày. Nếu nói dạ dày thì phải thấy hơi trong lòng dạ dày, thấy hơi như vậy chứng tỏ đây là cơ quan dạ dày, thì nhìn cái này là thành dạ dày không thể nào dày như thế, dày có thể cho nó co, nếu đã có co thì có lúc nó dày, chờ hoài các cái dạng nó gì cứ ung thư dày đấy, ung thư dày đấy, hiểu chưa? Mình phải ung thư dày đấy. Đầu tiên muốn xác định đây là thuộc cơ quan gì, sau khi cơ quan gì, bệnh lý gì thuộc cơ quan, giờ rồi sau các túi mật cảm nghĩ các túi mật rồi bệnh nhân có thang tao lấy nước thì tụ dịch nó không biết gì đâu, nó đâu có cấu trúc của túi mật còn sót lại đâu, cái này nó quặn lên cái trước mà cái trước mật gan mà đúng không? C cấu trúc gì, cái này các chồng tại sao tôi biết các chồng, tôi thấy là chỉ trạng túi mật ở đây là tiền đuôi, đây là tĩnh mạch cửa, chữ A là gan trái, chữ B là thân tụy, hai dấu hỏi là ngón móc, chữ D là tĩnh mạch cửa chính, các dòng chữ C là tĩnh mạch mạng da trên trên. Ok, nhớ không? Tối mở ra nghe cho động tin, nói cái gì đó mở ra. Các bạn hiểu không? Đầu tiên nói, quay nhắc lại, mình phải biết dù không có cái đầu dò để đâu, body marker ở đâu, mình phải phân tích các dòng, các ngang để đâu, mình đọc từ cái ký tại sở từ đầu, hiểu chưa? Thì các dòng nhưng nó phải là tính mặt mặt trên cạnh trên, không thể cái khác. Hồi xưa tôi học Mỹ không ai chỉ tôi vậy, có thiệt bạn hồi xưa bây giờ mới dạy công tác như vậy, ai yêu cái người kia đó không thế. Hồi xưa học phải tự mò học lắm, không nhờ nhiều khi mình tự mò mình mới lên tới, còn nhiều khi người ta chỉ sẵn các bạn, các bạn phải cố gắng nắm bắt, người ta đi tắt con tàu của các bạn không đời. Hai hình tinh này khác nhau là do cái gì? Nói lại đây coi, rồi một bên thì là biển, một bên thì là khô ráp đúng không? Ở đây là một tổn thương rõ ràng mịn quá bên giữa cái tổn thương biên giới này thấy không rõ, bên này là thô ráp có nghĩa là cái này thấy rõ rồi thấy được biên giới, cái này khác nhau ở giải độ DR dynamic range vậy rồi đúng không? Là quên rồi mũi tên cấu trúc gì sở bằng túi mật, đây là hạ thông điện năm, C là tĩnh mạch cửa tay năm đối diện lên cơ hoành, thì đây là tĩnh mạch cửa nhấn phân tuyệt thảo tuyệt tăng đó. Chỉ rồi quá dễ, để khảo sát rõ hơn phần sâu của gan thì những cái gì, dạ đây là về những cái gì gan nhiễm mỡ, mà muốn cho thấy kỹ hơn rõ tần số xuống, hạ tần số xuống, nhiều như đang xài năm xuống 3.5 xuống 3.8 2.7 đúng không? Tần số càng thấp thì độ xuyên thấu càng cao. Tổn thương gan phải gợi ý luôn, nên không phải dễ, không viêm gan dễ. Nhìn kỹ là người ta lo cho các bạn đây. Thì các bạn thấy cái mũi tên đỏ không? Đây là một sẹo trung tâm. Sẹo trung tâm thì mình lấy gì? SNH tăng sản tiền nốt. Focal nodular hyperplasia lại đi hết nửa đường thi rồi cái ông cũng toàn
Mà trong lớp không biết không biết con này ở đâu ra. Rồi tương tự cái này, không viêm gan không sơ gan cũng vậy. Đây nha, nếu tôi nhìn kỹ vô thì cái sẹo này là màu phản âm dày, cái đây là phản âm kép, đây cũng là phản âm kép, có không? Có cái sao không dễ đâu, cuộc đời đâu có dễ như thế. Tàu thủy có hai cái ống, một cái ống phía trước, một cái ống phía sau. Rồi tự về học bài, con nói. Rồi mũi tên gì đó này là gì? Dây chằng tĩnh mạch. Dây chằng tĩnh mạch vậy thì nó có bệnh lý gì không? Đúng rồi, sơ gan, mà sơ gan cái nghĩa là bệnh lý rồi. Rồi mũi tên đỏ là gì? Hả? Rồi huyết khối bán phần tĩnh mạch tự tay. Thêm con nữa nè, thêm con nữa, em nói là anh nói là luôn cái khối bán phần tự trái. Một câu hỏi đi, bệnh nhân nó có tổn thương không? Đúng, cái khối này nghĩ là cái ác đó, nó mở rộng ra chút xíu để biết cái khối nào giống như nãy khối của tĩnh mạch dưới thôi, cái khối ác đó khi em mổ ra cái khối giống như em tắc mạch, tắc động mạch, cái khối đỏ, còn cái khối mà ung thư xong đó nó gọi là khối trắng, nó là mô ung thư cũng một bụng, hiểu không? Như đầu cũng được. Có cái khối như mà trắng là bị nằm trong lọ mạch, đây người ta kêu là thrombus, nhưng mà không có nghĩa là nó là cục máu đông, nó là cái khối chảy bên cạnh mô ung thư của nó. Next, chữ next này á, nhiều người mấy số người vừa bắt sao tự nhiên đọc next, không phải cái gì trong mà đổi ra. L. Rồi được chưa? Tiếp này, 1 và 2 là tĩnh mạch cảm nghĩ, ghi vô đề câu trả lời. Em không nghĩ gì thế, nghĩ gì? Câu đầu tiên hai thằng không giống nhau, câu thứ gì? Thì cái một thằng có bệnh, cái thằng thành dày nó có lẽ bệnh, thì mình học với mặt thành mỏng, thành dày đều tương xứng, ung thư tuyến rồi xong, ung thư tuyến phần này bình thường. Rồi siêu âm gan cảm nghĩ, nghĩ gì? Thấy không, nghĩ gì đó? Thấy tự nhiên tĩnh mạch đang co thành nhỏ, nhỏ thành to, to thành nhỏ. Rồi hội chứng Berkey có nghĩa là thoát không được, nó nghẹt, thấy không? Tĩnh mạch trên ngang nó sẽ to dần, nó đổ vô tĩnh mạch dưới, đúng không? Thấy nó bị bóp lại không? Ta nghẹn không? Hội chứng Berkey làm những gì về đọc bài? Không ai nói đâu. Sáng nay có một bác sĩ trong khoa bị hạnh nhân chửi, cái đồ bất dạy. Mấy bạn đi làm cái em bị chửi bao giờ chứ? Nó là chữ hoài á. Nghĩ sao? Cái đúng sai là nghe nó hạn cảm cái đồ. Nó chửi xong ra, còn răng răng ra chứ ra nó nói, dạ, mời vô đi vậy. Không, cứ gặp anh đạo khoa. Tôi nói đồ nghe, không làm thôi, em cho đi. Một năm răng răng lên, không vậy cho những kêu gặp anh đạo khoa, vô gặp tôi lại. Lấy cái kêu mời vô, chỉ nói. Nó kỳ vậy. Tử cung, ngã trước, ngã sau. Ngã sau. Chu kỳ nào có tin, về tự lập. Ngài thành giống như hàng đầu, ngài ba lớp. Về từ đầu phải lấy ra thôi, như vậy cái mô cổ hồng niêm mạc trung thông nó nói lên một chu kỳ kinh từ cái nhất hai ba, đó là các căn động kính nữa đó. Cảm nghĩ rồi, nghĩ gì? Hay em nghĩ gì á?
Đúng rồi, đầu tiên là mình nên là vùng gan nhiễm mỡ. Còn bộ này đó là vùng gan không nhiễm mỡ, focus sparing. The second, chưa ân thận, cảm thị sỏi. Muốn sỏi này lớn lên, rõ hơn, nhớ chưa? Mở màn hình nhỏ lại, focus zone đúng vị trí, tăng tần số, đổi góc nhìn, bỏ Doppler vô sẽ thấy artifact phim phim. Khi học Doppler thì nói vậy. Thôi từ từ đi, biết nghe nhiều lắm rồi. Siêu âm gan phải, cảm thị. Dạ, em thấy gan, trong gan hình như có khoảng 5 giày, một lưng không rõ, vậy chứng tỏ là hơi. Bệnh nhân này dạ, đây là do áp xe do vi trùng xe hơi. Tại sao phải là hơi cái trùng mật? Dạ, nó không ghi hiện rõ ràng cái cây bệnh mật là phải thay thế đóng cửa, thế là cái bú xua. Hỏi bệnh nhân cái đâu không? Áp xe do vi trùng xe hơi. Ca này tôi đặt cái xe vô, chống những vừa đặt vô khi cái đó bio gai xì hơn vừa rinh các thầy nằm cái hạt nhớ không? Tay này khi đủ cái hạt vô con bé nó đúng phút không? Nó báo không? Nó nổ con bé. Ủa? Nó thiệt các bạn nào đây đọc cái đó không? Trời tin mất dẫn nghiệp. Không nghĩ sao rồi con bé nó phút mà nó nổ con bé. Tại vì cái thân ga lên hình như thằng con chết có bị thương này, hai đứa con mắc đổ trong cái nhà vô nghe bởi vậy vô có lẽ được uống thuốc nghe ngay đổ chết rồi rồi hiểu chưa? Áp xe do vi trùng sinh hơi. Đối với siêu âm hơi là như thế này, hơi trong ruột, hơi trong nhóm này rồi. Bệnh nhân sốt hay gì đó, cái này có thể là micro upset, những upset này nhỏ hoặc ví dụ như HIV rồi đó, hoặc có thể là thêm cái HCC da ổn cũng được, tùy theo cái bệnh cảnh. Nên khi mấy bạn ghi những thực chất rất là linh hoạt, nhưng mà khi giải thích cho các bạn là cảnh nó có cú lắm. Cái này hát được rồi từ ngay nguyên phát. Cái này thận, ở đây rõ ràng đây là cái con đường dày chỉ có cột đai ung thư tế bào thận. Đối với ung thư tế bào chuyển tiếp, ung thư niệm mạc đúng không, dưới giống như cái bằng quang thì mặt được bể thận, bể thận thì nó đổ theo kiểu cũng bể thận, nhưng mình đổ cung mà cái bể nó để thì trong nó có cột dày nó phải có cái cung, nó không thể nào nó không nằm trong cái cung đó, thì là ung thư thận. Này này qua cái gì nữa đoàn đại học cái gì chúng tôi hiện nay đang kẹt ở phát triển sáng nay khám cái vô khoa tư mừng luôn và tối hôm qua là hướng dụng ví dụ ngồi đây khám vào bọn mình vô nhà dân phải ở ô đêm tối này là 4 giờ rưỡi sáng thì ba ra tới luôn, hạ lên trái xuống đi đến khác xa bờ. 10 giờ hôm nay là dọn dẹp bỏ mất luôn. Chúng ta làm quậy, chỗ nào đông là nó quậy. Người khác thì phải vô nó quậy. Siêu âm gan vị trí hạ phân thị xấu, cảm thị. Dạ, làm sai biết hạ phân thị xấu. Dạ, hạ phân thị xấu thì em phải thấy thận, trong trường hợp này em không thấy thận. Như vậy cho tình huống này là mình phải cố khéo đúng không? Có nghĩa là gì? Mất sản thận, có nghĩa không có thận. Hoặc là em chỉ ghi là không ghi nhận thận tại vị trí khảo sát. Có thể là thận lạc chỗ để làm biết chỗ cái gì á. Nhưng khi người ta đã tự ý rồi, thả cũng thì sao? Đồng nghĩa mình thấy cái thận là cái bóc. Dạ không có thận, thì ghi nhận không có thận. Thì chúng ta phải lưu ý xuống dưới chậu coi, mạch thận móng lưỡi, nó biết. Nhớ chưa? Sau này là cơ gì? Cơ thắt nghiêm trọng nha. Lưu ý nhìn vậy đó, mấy người đau lưng số bệnh lý lao không biết là nó nằm đây nhớ chưa? Giãn cái mực trong gan hai bên A và B. A là phải, B là trái, C là tĩnh mạch chủ dưới, đây là một cái u gì mà gây giãn cái mực đó là
Điều. Vòng tròn có gốc gì? Ai giờ đây có bị quay lớp được không? Ai là lớp được? Rồi trả lời được không? Tròn. Nói lại. Hả? Rồi ngồi xuống lớp có. Lớp có. Lớp có. Một lớp có hả? Ở lớp có rồi. Nó phải gì? Nhưng con tròn nó phải gì? Không biết hả? Không biết, không biết. Ai biết? Ai biết? Đúng rồi. Động mạch ăn chung. Tại sao? Đây là tĩnh mạch. Mạch trên càng trên, đây là tủy. Đây là tĩnh mạch chủ dưới. Cái đầu tủy thì nó là tĩnh mạch chủ dưới. Thì là phải cắt giống như con mấy năm này qua trái rồi lắm, không phải còn một cái chung chắc là cấm tròn. Không không ngạc nhiên sao phải đi số một tiếp tục. Cái này nói bao nhiêu lần rồi, tụi em phải tưởng tượng, tụi em tưởng tượng không ra. Hôm nay nói cái lần trước vậy, gần hai tháng rồi không tưởng tượng được nó sao? Có nghĩa là cái động mạch nó đi ra, đúng không? Mình cắt dọc. Tại sao động mạch ăn chung? Mà không phải động mạch lắp gì là động mạch ăn chung thì em thấy cầu tủy. Động mạch ăn chung thì em thấy tinh mạch cửa là nó có phải rồi. Động mạch ăn chung thì em thấy tinh mạch chủ dưới cũng có phải rồi. Có phải là bên trái rồi mà nó không biết. Hôm qua cuối tuần nhớ con đi chơi ra thì cảnh sát chở chặn đường tụm lum lắm. Thế ba sau chở cái ba con cái cảnh sát không? Mà lúc đó là cái xác khẩu đường đi, nó kéo cái thằng rào đó. Ba mình chở con ra đây, còn nó kéo thằng rào luôn, chạy con không có gì nhẹ. Không đi chỗ khác. Rồi, mũi tên đỏ. Cái gì đó mà nãy mới nói không? Hơi. Phản âm dày, một tên nhơ, hơi. Nhưng cái này hơi được không? Để cái thực phẩm phản hàng phản đối theo mạch máu, còn mà để làm cái xe thì đâu có cái gì đâu, không có cửa đâu cả. Đồng ý chưa? Ôi à, chứ không mà quay tâm lý cái đâu giỏi điều quán và nội thành bên trái có nghĩa là cái gì đó đó đi vô thành mình quay chỗ mà điều quán cắm vào. Cái gì? Đúng rồi, Mirini quên rồi. Học chưa tốt nghiệp mà đã chữ cho tôi hết rồi. Mirini là sỏi vùng cổ phễu túi mật, gây ra giãn mật trong gan. Cũng ăn chung nè. Đặt này khác nhau là gì? Hả? Khác nhau là gì? Rồi về tự cái này em giải thích. Con thức và giải thích rồi con thức với tự tìm hiểu. Hai này khác nhau là gì? Tự biết nha. Tự không thích nha. Một cái thiệt là nhìn hai cái khác nhau rồi đúng không? Để biết cái nhau là gì? Không. Nói không với tự nhiên. Về tự nhiên. Hai này khác nhau do gì? Về bàn luận đi. Đó là vài thứ vậy rồi. Tự nhiên là cho biết để thi là nhiều rồi. Chương An ca này mới lại khám sáng nay luôn, tên Nguyễn Thị Tâm, nhà ở An Giang. Mấy khách lấy khám được sáng nay ngày 6 tháng rồi. Ca này xin tiếp luôn rồi.
Thêm magnesium được không? Nếu mà thêm magnesium thì em phải để là acidical, tức là không bị ngạnh. Nó bị ngạnh, magnesium chúng ta nói vậy. Em ghi vào magnesium là em phải để điều đó, em bảo vệ em á. Bữa máu không bị ngạnh. Còn để em magnesium em để điều đó, cái này em sai đấy. Cái này em phải magnesium. Để bạn ăn được luôn. Bây giờ không có dễ nuốt thì các bạn luyện lên hỏa hầu rồi với chứ các bạn cứ làm như là dễ nha, không dễ thế nào. Cái này các xe sát lá uống bên đây để thì người lại thế nào là hình ảnh các xe sát lá. Nếu mình biết các hình ảnh đi hình các xe sát lá thì cái này mình nói không phải các xe sát lá. Hiểu đi, cái này không phải để gì, thế nào sẽ ra sao tổn thương gan phải là gì, nghĩ đi, ngành thông tin hả, ngành thông tin cái thiên tử mà nó thấy ví như miệng nó thôi, cái thiên thành cái thiên trực tiếp hỏi chỉ cấu trúc trên màn hình cho tôi, cấu trúc dây chằng trên bản đồ siêu phẩm đính hình. Dạ. Hát xe ca này chẩn đoán siêu âm tới mật, mũi tên đầu tiên chỉ một sỏi, mũi tên thứ nhì chỉ thành dày đều có khoảng 5 dày, vậy là sỏi tới mật cộng với ung thư tuyến xong. Các bác sĩ giờ coi luôn, đọc ra có làm gì vậy không? Bây giờ thì có câu là một cái gì? Ở cái bài này các con đều biết rồi. Tiếp mũi tên ngắn, mũi tên dài là dễ nhận chọn. Mũi tên ngắn là gì? Đúng rồi, là đứng liên từ chính chính phủ. Cái này biết rồi, hỏi hỏi. Cái này cũng phải biết, hỏi hỏi. Cái này bắt buộc phải biết, hỏi hỏi. Cái này cũng biết, đúng không? Yếu tố dịch tễ nào lưu ý trong bệnh lý tứ mật này? Câu hỏi đổi lại. Bệnh nhân bị tiểu đường. Nghe thế đó, vậy chứ. Mấy ông chưa từng đi học. Sao bài này dễ hiểu hơn không? Vui hơn không? Đỡ buồn ngủ không? Không đứt dậy ngủ dữ không? Rồi, dấu hỏi. Vậy thì mình sợ những cái gì mình biết. Thấy là động mạch trung bụng tại vì thành dày, hậu kích rất là đều. Thấy cái đường đi đó dài, cái tĩnh mạch mặt trên sàn trên. Một cái thứ nó chui giữa hai cái đó là tĩnh mạch thận. Right. Làm bàn xã hội làm được cho dễ các bạn, cái gì chơi mệt là mệt tay ra không có mệt đầu, nó là mình nếu làm nhiều mình mệt tay, nó tay chân hợp tập hợp tông quá tập hợp mệt đầu, chúng đó là bắt đầu là xuống núi được rồi, chúng đó là rong dài sắp chết. Đại với hỏa hầu cứ sốc chết với đạt thì đổ như sao vậy? Các thầy tôi cứ siêu âm cho một thầy. Cái ai? Ở cái bạn nhiều người trẻ có một số người thầy Vi Dung, các sư Vi Dung chuyên ngập thơ mang răng lên hát thì tiếng câu nhà. Nên tôi và cùng thời với thầy Nguyệt lớn hơn thầy Nguyệt 2 năm, thầy Nguyệt thì chết rồi. Thầy hối với tôi cũng ngang nữa, nhưng thầy hối hôm nay là không nhớ. Tôi thì còn nhớ nhưng mà đại không nói dạ thầy 90 rồi thầy lỗi gì đó chắc là nhà thì chuyện chúng ta giờ ai cũng vậy đó, đúng không? Rồi tiếp giáp heo giáp khí quản
cơ bắp dạ cổ, khớp trong chấm trong mặt cảnh. Rồi số 3, cơ cổ dài, thực quản. Mũi tinh sáng và mũi tinh đỏ, mũi tinh xanh. Mũi tinh xanh là gì? Mũi tinh đỏ chỉ chứng tỏ là đi là sỏi thì đây là đường trong gan phải giãn. Nó giãn, có sỏi là nó giãn. Người ta hỏi mũi tinh xanh, người ta hỏi mũi tinh đỏ. Đi ghi nhận là gì? Giãn trung vật trong gan phải. Được chưa? Anh giả về tự coi. Thì các bạn làm mấy cái này mà các bạn làm giỏi á, sau các bạn thi thì nhiều hơn các bạn thi kiến thức bật lớp, kiến thức dài. Làm này thì vẫn tìm đề ba câu được không? Làm xe tới xào lui ra mặt mù luôn. Lắc lư luôn tàu trôi cũng bị gì đó. Lắc tập đề. Rồi ngược lại để cùng hạng nước dòng T đúng không? Cái dòng này là căn nguyên của phụ nữ chết nhiều. Tại sao? Vậy tại sao người ta kêu phụ nữ nông thôn chết nhiều hơn đàn ông? Tập cái dòng này ra cày cấy trong cái tên chết đó. Nó bên trời về đỏ con đường của con hú lắm đúng không? Cái bà cái cái bà cái bà đồng á, cái dọc ra cái cổng đích lên cái xe nó xuống bát bạch càng á, thấy không? Con có gì vậy mà nó phải chơi vô ghe cũng lan truyền ra khỏi tội chết chương trình đánh chọc quốc gia mà hiểu không? Chị Dương nói gì chết. A là đấy, B là thân, đúng không? Hai là C là cổ, thường năng nam bố xuất hiện ở đây. Đây là vô tra âm đạo, thấy cái đường này, cái đường cái lớp giữa hai cái lớp nhìn. Chữ F là trực tràng. Nghĩa là F là trực tràng, chứ sao âm đạo là trực tràng? Nên mấy người chưa có gia đình nhìn là hồi đó cái này, đúng không? Đây tổn thương nghe thành phẩm tây bạc ở đây trên sai phá ái toan để đây cũng 200 này thì nay có miếng cấu trúc này đây quê em miền Phú Yên Quảng Ngãi là miền công nghiệp Khánh Hòa. Chứ ông nghe thấy ô ô không à? Tính mạch chỗ dưới, động mạch chỗ bụng, đây là các sinh sĩ đạo. Mũi tên đỏ cảm nghĩ thử gì? Đây là tính mạch bình thường. Ở đây huyết khối nhé, 18, đây là tướng mạch. Khi có huyết khối nó giãn to ra, không tính như vậy. Còn này không tính nhỏ không bình thường, đúng không? Nên khi các bạn đánh giá giống như là một cái HCC mà nó có huyết khối thì nó kêu là BCOCC, người ta giai đoạn tiến xa. Nhiều khi CT khác được những cái khối đường mô cũng khác mà khi siêu âm rất là ok. Siêu âm gan trái không nghề nghĩ gì? Buồn gan không nhiễm mỡ đó hả? Buồn gan không nhiễm mỡ. Mũi tên đỏ là gì? Là gì? Tại sao không biết? Đúng rồi. Dạ, đây là dây đèn tròn. Tại sao không biết dây đèn tròn? Trong gan của em thấy tụy, tụy của dây đèn tóc hay là hạ một tiền bạc. Thế là làm thì biết được. Thế cái chết cho là nhớ cái nhớ và lý luận. Nhớ là
suy tư là tối mơ đó. Mà mơ là cái giấc mơ là những giống như là một cái gì á là tối là mơ. Thì có một tối tôi mơ. Thế là bà vợ tôi, bà hay rình, tôi nói gì đó. Thì cái ngày hôm đó là sư ông là rất là to, nhưng mà cái khu cũ là cái người ngồi ngoài không thấy cái màn này là màn hình nó sáng được con được. Tôi bực quá là bỏ cái màn xuống, kéo màn xuống lại, thế là tối lại cái giọng trong gì tối đang ngủ nửa đêm thì kêu kéo màn xuống. Tôi lúc la to thì tôi thức rồi. Cái bà xã cũng nằm bên cạnh, cái bà quay vào hỏi kéo cái màn nào. Mà hỏi đây con tôi trả lời là tôi tỉnh rồi, tôi không biết rồi, tôi mơ lên nói may quá không kê kế nó buồn. Cái tôi quay qua con bà nội ngủ với bà ở đây. Cái chuyện đó mình la ngày mà cũng đêm là họ khép hầu lên. Mình chọc lại cái may anh kêu kế nó buồn, chúng em hỏi kế nó buồn nào của ai. Rồi rồi tính mặt tận trái chú bộ mặt treo tầng trên, tỉnh mạch lấp hợp lưu cũng mạch chủ dưới thân tủy gan hạnh thì ba và như nhạc cỏ ra u ra tuyến như làm cái mặt hai ngang số 2 là mặt chủ bộ, số 1 tỉnh mạch chủ dưới, 2 chữ b là cơ ảnh bụng và mũi tên số 3 đó là nhóm nối dạ dày khoảng trên mặt bằng cắt ngang. Được chưa? Thấy được tĩnh mạch chủ dưới mũi tên đỏ chính định là tĩnh mạch ngang trái cắt dọc. Thấy được túi mật cắt dọc thì thấy được tĩnh mạch ngang giữa. Thấy được thận cũng là tĩnh mạch ngang phải. Được chưa? Rồi thấy được tĩnh mạch dưới là tĩnh mạch ngang trái. Thì đây là tĩnh mạch cửa trái và đây là hợp lưu. Hai, mãi 4, 8, 7 và 5 do đây là tĩnh mạch cửa. Ok. Đây là cửa sổ đốc sắc tim. A là gan trái, đây là gì? Thất phải, nhĩ phải, thất trái, nhĩ trái, cửa sổ tam giác. Mũi tên đỏ, người ta ghi chú tĩnh mạch động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ dưới, nghĩa là ở ngược chúng ta. Đúng không? Hai cái nằm ngược lại, thì nằm ngược vậy, người ta đã ghi chú cho các bạn rồi. Thì nghĩa là dây chằng tĩnh mạch trên bệnh nhân đã ngược chúng ta. Câu hỏi dạ dạ tụy gan và chủ bộ cái này mới chỉ trong 71 đi chạy tĩnh mạch tôi nói về gì được khoảng cầu tụy có hai cái ốc nhớ chưa hợp lưu về tình tiền. Chữ C, A, C động mạch thận phải xuất phát từ vị trí khoảng 10 giờ. Động mạch thận phải, tĩnh mạch thì nó không có khẩu kính nó đều được, đúng không? Tổn thương gan khi mà có cái viền ở ngoài cũng như là tổn thương hấp xe cũ hoặc là chỗ bù dịch cũ nhớ là mới bôi hóa cái thận hấp xe cũ hoặc là bù dịch cũ. Các ngang cuộc sống ngang rốn đây là thận trái thận phải phiêu sự nới dính đây là thận móng ngựa khi siêu âm thận hai bên mà thấy thận nó kỳ kỳ nó thấy thận dưới cái lên thấp và chuyện đầu tiên thì kia là thận dưới như thế nào thận từ dưới đầu đi lên
không dùng từ trên đi xuống, nghe khi đi lên nó lên chưa nó chưa tắt ra được thì nó chết nhau rồi, thậm chí muốn nữa là nó biết giác thì biết rồi. Đục u chúng mình phía dưới thì mình căng trái, mình căng giữa thì mình phải để u hạnh thì tám chứ không cứ mập dày, chỗ này bình thường, chỗ này dày đều, ai dày ai bên luôn, thế này là cũng cơ tuyến. Nhìn cái gì mà cân sức nó đều rồi. Thấy chưa, u gan, thấy nó vi môi không, nhìn nhấu halo không, rồi ung thư di căn, ung thư cổ di căn. Này là gì, là cứ mập dày, dày gió gì, dày được học. Gì? Hồi nãy thành cái mặt dày cần đầu bài là nó là gió gì? Gió ăn. Còn này cho sư em. Cái đầu tiên là sau khi ăn xong thành mặt dày được. Còn thứ ba, thứ năm gì đó. Đúng không? Có cái câu đầu tiên á. Thì ở lột bài nó thấy không biết nó nói cục nào. Thôi hết. Bài lâu cho các bạn một bài, tôi còn một bài cho thầy nữa thì sẽ sẵn thêm 100 câu như vậy nữa, nhưng mà toàn là bệnh lý thôi. Cái này vừa có bệnh lý thì còn theo một cái phần nước cho bạn chút. Thế giờ thi lần hai nhắc lại toàn bộ là liên quan tới bệnh lý. Bây giờ một số bệnh lý các bạn có rồi đó, gan cảm xe các loại, ung thư các loại, CCC có, HCC có, làm xe có, đúng không? Thì men giờ men can cái cảnh nát cao thì thơm gì đó bệnh lâu hết rồi. Quay kỹ. Chưa. Có hỏi gì không? Xử lý từ gan chưa?